Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn quay trở lại kênh Ba Hồng Audio. Phía bên tay phải góc dưới màn hình chúng ta có một nút đăng ký màu đỏ. Khi nhấn vào nút đăng ký là đã theo dõi kênh và sẽ luôn nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video clip mới nhất do Ba Hồng Audio thực hiện. Mọi nhu cầu mua sắm đĩa CD anh em vui lòng liên hệ, gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại 0976262263. Em xin cảm ơn. Clip lần này em giới thiệu với anh em bộ 6 đĩa CD của các ca sĩ Mai Thiên Vân, Ngọc Hạ, Hoàng Lan, Hà Thanh Xuân và Khánh Hà. Bộ 6 đĩa này 100.000 đồng một đĩa. Anh em nào lấy chọn bộ 6 đĩa em sẽ bao ship toàn quốc. Đầu tiên là CD của ca sĩ Mai Thiên Vân. CD có tựa đề là Loài Hoa Không Vỡ. CD này thì gồm 12 bài hát với giọng ca thanh thoát, rất là cao vút luôn. Anh em nghe chắc chắn là sẽ thích luôn. Bài 1 Khói Lam Chiều, 2 Loài Hoa Không Vỡ, 3 Ăn Năn, 4 Biển Dâu, 5 Sương Lạnh Chiều Đông, 6 Sắc Hoa Màu Nhớ, 7 Trang Nhật Ký, 8 Tựa Cánh Bèo Trôi, 9 Người Tình Không Đến, 10 Một Phút Suy Tư, 11 Nhật Ký Đời Tôi, 12 Chờ Người. CD số 2 là CD của ca sĩ Hoàng Lan, Trung Tâm Thúy Nga phát hành, gồm 11 bài hát. 1 Nếu Ta Đừng Quen Nhau, 2 Ngày Sau Sẽ Ra Sao, 3 Sang Ngang, 4 Nếu Đừng Giang Dở, 5 Đừng Nhắc Chuyện Lòng, 6 Quen Nhau Trên Đường Về, 7 Tình Lỡ, 8 Chuyện Hẹn Hò, 9 Thu Tím Lá Vàng, 10 Nỗi Buồn Hoa Phượng, 11 Ngăn Cách. CD số 3 là CD của ca sĩ Hà Thanh Xuân, một nữ ca sĩ rất là xinh đẹp đúng không ạ? CD này thì gồm 12 bài hát: 1 Biển Dâu, 2 Nếu Anh Đừng Hẹn, 3 Tình Bơ Vơ, 4 Mưa Rừng, 5 Qua Cơn Mê, 6 Xin Thời Gian Qua Mau, 7 Mưa Đêm Ngoại Ô, 8 Yêu Một Mình, 9 Chuyện Hợp Tan, 10 Tango Tím, 11 Phận Tơ Tằm, 12 Ai Buồn Hơn Ai. CD số 4 là CD của ca sĩ Mai Thiên Vân, Tình Chàng Ý Thiếp. Mai Thiên Vân thì song ca với Quang Lê rất hay. 2 Vì Sao Lạc, 2 Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình, 3 Mộng Ước, 4 Thu Tím Lá Vàng, 5 Xa Người Mình Yêu, 6 2 Kỷ Niệm Một Chuyến Đi, 7 Chuyện Đêm Mưa, 8 Bài Tango Cho Em, 9 là Tình Chàng Ý Thiếp, 10 Xa Vắng, 11 Căn Nhà Màu Tím, 12 Khúc Hát Ân Tình. CD số 5 là CD của ca sĩ Ngọc Hạ, Chiếc Lá Thu Phai. CD này thì gồm 14 bài hát: 1 Tình Tự Mùa Xuân, 2 Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng, 3 Khóc Một Dòng Sông, 4 Từ Giọng Hát Em, 5 Hà Nội Ngày Tháng Cũ, 6 Phượng Yêu, 7 Chiếc Lá Thu Phai, 8 Tiếng Sáo Thiên Thai, 9 Paris Có Gì Lạ Không Em, 10 Người Đi Qua Đời Tôi, 11 Thuyền Viễn Xứ, 12 Liên Khúc Còn Gì Nữa Đâu, Kiếp Nào Có Yêu Nhau. Liên khúc này có hát với Trần Thái Hòa. 13 Đêm Bơ Vơ, 14 Hẹn Hò. Và đĩa CD cuối cùng là ca sĩ Khánh Hà, Tình Ca Muôn Thuở, gồm 14 bài hát: 1 Tiễn Anh Trong Mưa, 2 Đời Đá Vàng, 3 Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng, 4 Nhớ Nhau Làm Gì, 5 Chiều Nhớ, 6 Dưng Dưng Lệ, 7 Một Mình, 8 Mắt Lệ Cho Người, 9 Đừng Bao Giờ Hứa, 10 Em Đến Thăm Anh Đêm 30, 11 Mắt Lệ Cho Người Tình, 12 Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, 13 Bài Gọi Ngợi Ca Tình Yêu, 14 Bâng Khuâng Chiều Nội Trú. Ok, trên đây là chọn bộ 6 đĩa CD của 5 ca sĩ Mai Thiên Vân, Hoàng Lan, Hà Thanh Xuân, Ngọc Hạ và Khánh Hà. Anh em nào có nhu cầu sở hữu 6 đĩa CD này xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0976 262 263. Anh em lấy lẻ là 100.000 đồng một chiếc, còn anh em lấy chọn bộ 6 đĩa em free ship cho anh em trên toàn quốc. Xin cảm ơn anh em.